xâm hạng nhiệt độ điện chào các bác nhé. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2020. Tình hình thời tiết Hà Nội rất là nóng và tất cả toàn quốc rất là nóng. Em bán cái điều hòa một cục thì nhiều vô kể vô biên luôn ạ. Thỉnh thoảng bây giờ có những lúc mà bỏ ra vệ sinh cái vỏ sinh máy thì cũng lên sóng clip luôn, các bác xem biết bên trong cái máy nó như thế nào. Đây em lên sóng một cái con điều hòa một cục của hai ơi. Tình trạng máy thì chân vỏ nguyên bản rất là đẹp. Đây, bên trong máy thì phải nói là cực đẹp luôn. Ống đồng to tướng các bác nhá. Nhìn thấy chưa? Ống đồng to tướng này vàng đỏ quạch này. Chưa? Đấy, đàn xanh mướt này, hai ơ này. Đây, ống đồng các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Nguyên bản 100% luôn từng con ốc. Các bác có thể nhìn thấy. Tất cả những cái con máy này cam kết với các bác là không có can thiệp bất kể một cái gì về cái gì mà nó nặng nề ảnh hưởng đến cái phần hoạt động của máy cả, chỉ có một vài cái lặt vặt thôi chứ còn không có sửa chữa nặng nề gì, phải bo mạch hay là cái gì các bác nhé. Đây là một cái con máy rất là đẹp này, hãng này có tăng giảm nhiệt độ trên máy này. Đấy, mình nhìn nhá, hiển thị nhiệt độ. Đấy, khi các bác tăng giảm nhiệt độ xong nó sẽ quay và nó hiển thị cái nhiệt độ môi trường. Đấy, nhiệt độ Hà Nội bây giờ đang là 32 độ C các bác nhé. Đấy, rất là hay. Con này không dùng điều khiển các bác nhé, vỏ và nguyên bản rất là đẹp này. Đấy, đẹp luôn, máy nguyên bản 100% từng con ốc luôn. Đấy, dàn riết còn rất là đẹp, ống đồng. Đấy, con này em bán là 3,8 triệu nha. Các bác nào có nhu cầu mua thì con này là lựa chọn rất là hợp lý đấy, chạy cực ổn định, êm ái, máy khỏe. Con này khi sản xuất nó là hàng VIP nhá, vì là có bảng hiển thị này. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ. Con này 3,8 triệu, chưa có phí vận chuyển, chưa có đường nguồn. Cảm ơn các bác.